Thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Hải, ngụ phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ, gửi đơn thư đến chương trình hợp thư truyền hình Phản ánh, chị không đồng ý về giá bồi thường hỗ trợ nhà đất của gia đình chị. Chị Nguyễn Thị Hải trình bày, năm 2007, gia đình chồng chị tích góp mua được mảnh đất và xây nhà với diện tích là 232 m2 trên thửa đất số 2702, tờ bản đồ số 16, đất trồng cây lâu năm. Chủ hộ là ông Ngô Ngọc Ân. Nhưng vì vấn đề sức khỏe nên để ông Ngô Hữu Định đại diện đứng tên quản lý. Vì điều kiện kinh tế khó khăn nên trên mảnh đất này gia đình chị cất hai căn nhà cấp 4, gồm nhà của vợ chồng chị và nhà của người anh với tổng cộng 9 nhân khẩu. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ ra quyết định thu hồi giải tỏa toàn bộ diện tích đất và nhà của gia đình chị để xây dựng dự án trường trung học phổ thông Mỹ Xuân, nhưng chỉ bồi thường số tiền hơn 707 triệu đồng mà không cấp đất ở cho hai gia đình. Trong khi đó, gia đình chồng chị mua đất và xây nhà ở trước khi thu hồi đất để xây dựng dự án trường trung học phổ thông Mỹ Xuân hơn 16 năm. Chị Hải cho biết, cả hai gia đình đều là lao động phổ thông, thu nhập thấp, nên với số tiền này, hai gia đình rất khó để mua được một mảnh đất nào khác. Chị Hải mong địa phương xem xét lại cho gia đình chị. Bây giờ tôi đi nghị nhà nước hỗ trợ đất ở cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần một nơi ở để ổn định cuộc sống. Chứ tại bởi cái thời gian mà dại tòa tính cho tới nay đã đã gần 2 năm rồi cuộc sống gia đình đảo lộn hết trơn không có làm ăn gì được hết á cho nên là gia đình mong muốn là chính quyền địa phương các cơ quan ban ngành quan tâm hỗ trợ cho gia đình chúng tôi có nơi ở về nội dung khiếu nại của chị Nguyễn Thị Hải theo thông tin từ thanh tra thị xã Phú Mỹ thì ngày 11 tháng 9 năm 2024 Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu cho gia đình chị Nguyễn Thị Hải với nội dung như sau. Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đồng ý yêu cầu bồi thường chi phí di dời tài sản của gia đình chị Hải. Đối với nội dung yêu cầu hỗ trợ tiền thuê nhà, hỗ trợ về nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt trên đất thu hồi. Sau khi ra soát các hồ sơ thủ tục liên quan, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ thấy không có cơ sở xem xét giải quyết. Đối với yêu cầu giao đất ở, theo quyết định, bà Nguyễn Thị Hải sử dụng diện tích 232 m2 đất nông nghiệp, diện tích đất thu hồi là 232 m2 đất nông nghiệp, tỷ lệ thu hồi đất là 100%, có nhà một tầng loại 2, nhà 1 tầng loại 4, trái mái tôn nền xi măng, sân gạch tàu, cùng xây dựng năm 2007 trên đất nông nghiệp nên không đủ điều kiện được bồi thường hỗ trợ. Điều 26 quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ban hành kèm theo quyết định số 19 ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, hộ gia đình đang sử dụng đất ở khi nhà nước thu hồi mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi đủ điều kiện để ở thì được xem xét hỗ trợ đất ở trong khu tái định cư theo quy định tại điều 25 Nghị định số 47 của Chính phủ. Căn cứ theo quy định này thì chị Hải không sử dụng đất ở, không có diện tích đất ở bị thu hồi nên yêu cầu giao đất ở của chị là không có cơ sở giải quyết. Được biết không đồng ý với quyết định này, hiện chị Hải đã gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.